Bài tập 5 phút mỗi ngày giúp giải độc cơ thể. Detox là phương pháp thanh lọc, loại bỏ các độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể, giúp cơ thể giảm cân nhanh và bộ máy trong cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Những cách detox cơ thể mà chị em phụ nữ hay áp dụng là dùng các loại hoa quả ngâm vào nước để tạo thành một hỗn hợp có tác dụng giải độc cho cơ thể như nước chanh, chanh mật ong, bưởi, các loại trái cây có nhiều vitamin C. Detox cũng được áp dụng đối với làn da để loại bỏ hoàn toàn, triệt để các loại mụn, cặn, bã nhờn trên da, giúp da mịn màng, thanh lọc. Bên cạnh đó, detox exercise, bài tập thanh lọc cơ thể, là một dạng bài tập giống như yoga, có tác dụng đẩy lùi mệt mỏi, căng thẳng ra khỏi cơ thể, cải thiện hoạt động của các cơ quan. Với bài tập này, bạn cần thực hiện một cách chậm rãi, tập trung và quan trọng vẫn là hơi thở đều đặn. Nên tập vào buổi sáng sau khi thức dậy, uống một cốc nước ấm pha chanh mật ong để đạt hiệu quả cao. Cách thức thực hiện: 1. Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hít thở, đồng thời đưa hai tay từ dưới lên cao một cách chậm rãi, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt từ từ ngửa lên, từ từ thở ra và đưa tay xuống. Đứng thẳng, sau đó khuỵu chân trái, chân phải thẳng, từ từ cúi xuống, chạm cả hai tay vào mũi chân phải. Thở ra khi cúi xuống, hít vào khi đứng lên, sau đó đổi bên. Ba, hai chân rộng bằng vai, đầu gối hơi khuỵu, hai tay dang ngang rồi từ từ hạ xuống, lòng bàn tay song song với mặt sàn. Hít vào khi dang tay, thở ra khi hạ tay xuống. Giữ tư thế này trong hai nhịp thở rồi trở lại tư thế đứng thẳng. Bốn, hai chân rộng bằng vai, đầu gối hơi khuỵu, hai tay chuyển động thành vòng tròn trước bụng. Thở ra, hít vào đều đặn và tập trung vào nhịp thở. Năm, cuối cùng đứng thẳng, hai tay đặt chồng lên nhau, lòng bàn tay hướng vào bụng, chuyển động cả hai tay theo vòng tròn trước bụng, hít thở đều đặn.